chào cả nhà mình đến với kênh Cường Mập TV nha. Hôm nay Cường sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình làm một món ăn rất ngon từ trái cà. Đó là món cà tím kho tiêu. Cả nhà mình xem video thấy video hay và hữu ích thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp Cường nha, để cho Cường có thêm nhiều động lực mới, ra thêm được nhiều video mới hay hơn để gửi đến cho cả nhà mình. Giờ Cường mời cả nhà mình theo chân Cường vào bếp để làm món cà tím kho tiêu nha. Giờ Cường mời cả nhà mình tham khảo là nguyên liệu thành phần mà để chế biến cái món cà tím kho tiêu nghe cả nhà. Thành phần quan trọng nhất là cà tím, không thể thiếu cà tím được nghe cả nhà. Đó là nguyên liệu chính. Mình đi chợ mua cà tím, mình lựa những trái cà tím là cái cú nó còn mới và nó da căng bóng và nó cứng, là trái cà tím này nó mới nó sẽ rất là ngon. Kế tiếp đó là cũng không thể thiếu đó là tiêu xay nha cả nhà. Kho tiêu phải có tiêu xay, kế đó là tương ớt, cộng thêm hành tím, ớt, củ tỏi và hành lá. Rồi bây giờ Cường sẽ đi là cắt mấy cái quả cà tím này cả nhà. Rồi bây giờ là mình sẽ đi sắc mấy trái cà tím này nha cả nhà. Mình sẽ để cái trái cà của mình đó là nguyên da và mình sắc khúc nó hơi dày nha mọi người, để một hồi mình kho nó không có bị bể ra. Mình sắc mỏng thì nó sẽ bị bể ra. Và mình có chuẩn bị thêm một thau nước để khi mình cắt cà ra mình ngâm nó không có bị đen. Rồi mình thêm vô trong cái thau nước của mình đó là 2 muỗng cà phê muối. Và mình nặn vô thêm là một vài trái hạnh hoặc trái chanh. Rồi cà mình cắt xong mình sẽ thả qua đây liền cả nhà. Và mình sẽ ngâm nó trong vòng cỡ khoảng là 2 hoặc 5 phút cho lại thôi nha mọi người, lâu quá nó mặn. Rồi bây giờ mình sẽ đi sắc cái phần này luôn cả nhà. Mình cũng sắc xong cả nhà. Còn ớt này thì cả nhà mình ăn thì mình sắc bỏ vô, còn mình không ăn cay thì mình khỏi sắc cũng được cả nhà. Cà nãy giờ mình cũng đã ngâm được khoảng 5-6 phút gì rồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra. Cái này mình ngâm lâu quá thì nó sẽ bị thấm vô miếng cà, nó mặn, nó sẽ không ngon nha mọi người. Nên mình ngâm tầm cỡ khoảng 2 hoặc 5 phút trở lại là vừa rồi. Chủ yếu là mình ngâm đừng có cho cái miếng cà của mình khi sắc ra nó có không có bị thâm đen á mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo dầu lên để mình chiên cái phần cà này nha cả nhà. Mình chiên cho cái phần cà nó vừa vàng là được rồi cả nhà. Rồi nó vừa vàng như vậy mình sẽ vớt nó ra cả nhà.
Tiếp tục mình bắt cái chảo dầu lên mọi người. Mình bỏ cái phần tỏi với cái hành tím hồi nãy mình sắc vô mọi người. Còn mình có ăn cay nữa thì mình thêm ớt vào. Rồi mình bắt lửa lên. Mình phi cái tỏi và cái hành tím này cho nó cháy cạnh, nó chuyển sang cái màu vàng là được rồi. Mình sẽ đổ cà vô nghe mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ thêm vô cái phần gia vị luôn. Đây là một chén nhỏ nước tương. Cần sẽ xài là một chén nước tương mọi người. Còn nếu mình có nước mắm chay thì mình xài nước mắm chay. Do cái này là Cường nấu vừa ăn chay vừa ăn mặn đều được luôn, nên mình xài nước tương. Còn nếu mình muốn ăn mặn thì mình xài nước mắm. Rồi tiếp theo là Cường sẽ nêm vào là một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê thôi nghe mọi người. Và hai muỗng cà phê bột ngọt. Cả nhà mình nếu mà mọi người không thích ăn bột ngọt thì mình có thể bỏ qua. Do mình xài muối nó hơi mặn nên mình thêm vào là 2 muỗng cà phê đường. Cộng thêm là mình thêm vào là 1 muỗng canh tương ớt. Đây, và phần quan trọng là cái phần tiêu này nè mọi người. Không thể nào thiếu nó được, mình bỏ vô một ít thôi. Còn một ít, một lát nữa cuối cùng mình bỏ vô nó sẽ rất thơm. Và thêm vô một tí nước lọc nữa. Cuối cùng Cường sẽ thêm vào một chút xíu là cái dầu điều mọi người, cho nó có cái màu vàng rất là đẹp. Còn nếu mình không có dầu điều thì mình sẽ thắng đường để làm nước màu nghe mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ bật lửa lên cho nó sôi, nó tan gia vị nha cả nhà. Khi phần gia vị nó đã sôi lên, nó đã tan rồi, bây giờ mình sẽ đổ cái phần cà hồi nãy mình chiên vào. Và cả nhà nhớ là mình sẽ dặn lửa vừa thôi, đừng nên dặn lửa lớn quá nghe mọi người. Dặn lửa lớn quá miếng cà của mình nó sẽ bị nhừ ra, nó không ngon. Và mình sẽ lật những cái miếng cà lại cho nó thật là đều, nó sẽ thấm gia vị hết trên tất cả các miếng cà, nó sẽ rất là ngon. Và mình nấu trong vòng là cỡ khoảng 5 phút cho lại thôi nghe mọi người. Nấu nhiều quá là nó gục hết trơn luôn. Rồi mình sẽ nêm nếm gia vị lại một quận nữa cho nó vừa cái khẩu vị của mình ăn. Mình có thể thích ăn cay, hoặc ăn ngọt, hoặc ăn mặn. Mình có thể thêm ớt hoặc tiêu, đường, hoặc thêm nước vào mọi người. Như vậy đó nữa là nó đã xong. Và đây hồi nãy giờ mình đã nấu được 5-6 phút. Nó cũng rất là ngon. Rồi bây giờ Cường sẽ gãi tiêu lên cái phần cuối cùng lên trên là cái cà của mình. Và thêm ớt vào cho nó the the. Cộng thêm là cái hành lá hồi nãy mình sắc mình sẽ gãi lên cho nó thơm. Lâu lâu mình làm cái món cà tím kho tiêu ăn cho nó lạ miệng. Nó sẽ rất là ngon, rất là hao cơm. Cái cà kho tiêu Cường cũng đã múc nó ra ngoài dĩa nè cả nhà. Giờ mình thấy màu sắc thì khá là đẹp, khá là ngon. Cái này là mình ăn kèm với cơm, nó sẽ rất là ngon luôn á cả nhà. Lâu lâu mình ăn thịt, ăn cá với cờ nó ngán. Rồi bây giờ mình đổi món lại mình ăn. Cà này cũng khá là bổ dưỡng, có thể làm được rất là nhiều món ngon luôn cả nhà, không phải riêng về món cà kho tiêu. Video của Cường đến đây cũng kết thúc. Cả nhà xem video của Cường, thấy video Cường hay hữu ích thì cả nhà mình nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp Cường để cho Cường có thêm nhiều động lực mới, ra thêm nhiều video mới hay hơn gửi đến cho cả nhà mình nha.